Sinh ra giữa cuộc đời, có những bạn trẻ không may khiếm khuyết về cơ thể. Tuy nhiên, bằng nghị lực phi thường, những bạn trẻ ấy đã lấy những khiếm khuyết của bản thân làm động lực vươn lên, lấy những điều tốt đẹp làm mục đích để chiến đấu với số phận. Các bạn vẫn sống tốt, cống hiến và tỏa sáng giữa cuộc đời bằng tâm hồn, cách sống đầy nghị lực. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Người Khuyết Tật Việt Nam ngày 18 tháng 4, Ban biên tập Truyền hình Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu đến quý vị và các bạn hai trong số nhiều điển hình bạn trẻ khuyết tật nhưng luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Con mơ ước được một đôi tay để phụ bà nội con rửa chén, nấu cơm, phụ bà nội con làm việc nhà, để viết giống như mấy bạn. Ước mơ có được một đôi tay để lấp đi những khiếm khuyết trên cơ thể của mình, để được viết, được vẽ như bao bạn bè khác chưa bao giờ mất đi trong suy nghĩ của Võ Ngọc Ân. Cô bạn nhỏ với nụ cười tươi tắn thường trực trên môi dù gặp không ít những bất hạnh trong cuộc sống. Chịu di chứng của chất độc màu da cam nên sinh ra Ân đã không có hai tay, cuộc sống của em lại bị vẹo nên những bước đi cũng khó khăn. Mãi đến năm 6 tuổi mới có thể đi lại được. Đi thì nó cũng vui vẻ bình thường thôi, chứ nó lâu lâu nó cũng hỏi nè, nó hỏi sao con không có tay, nó cũng buồn. Cái là gán được cái mần đi con ơi, nữa mình đi về dài coi có ai giúp đỡ không nữa cho con đôi tay. Người dân trong căn hẻm nhỏ trên đường Hưng Nhơn, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh lâu nay đã quen với hình ảnh cô bé không có tay nhưng luôn tươi tắn ngoan ngoãn này và thân thương gọi là Nhí. Hàng ngày vào mỗi buổi sáng, hai bà cháu Nhí bắt xe lên quận 1 để bán vé số. Hai bà cháu chỉ bán trong buổi sáng, hôm nào vắng khách mới nán lại đến quá trưa. Cũng vì sức khỏe của Nhí nên bà láng không dám để em đi nhiều hơn. Không biết chữ nhưng Ân thông minh, thích vẽ, lúc nào rảnh lại đem những cuốn sách vẽ được tặng loay hoay vẽ bằng chính đôi chân của mình. Dù khó khăn nhưng lúc nào nụ cười lạc quan vẫn nở mãi trên khuôn mặt Ân. Thì qua nhiều lần gặp gỡ cũng như là đến thăm hỏi bé Nhí thì được biết là bé Nhí rất là thích vẽ và đặc biệt là rất là thích viết chữ. Thì thời gian sắp tới thì Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên xã Tân Kiên sẽ đến thường xuyên hơn nhà bé Nhí và sẽ cử những cái, sẽ có những cái bạn mà đoàn viên, hội viên sẽ đến nhà bé Nhí, sẽ kèm cặp cũng như là dạy cho bé Nhí viết chữ cũng như là dạy cho bé Nhí vẽ được những cái hình ảnh mà bé Nhí thích. Căn bệnh ở mắt do một tai nạn từ nhỏ đã khiến đôi mắt của Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm chỉ có thể quan sát trong khoảng cách dài cm. Thế nhưng khiếm khuyết của cơ thể này không ngăn cản được đam mê của Trâm trên đường chạy của bộ môn điền kinh. Vượt lên bằng chính nghị lực phi thường và lòng quyết tâm nhẫn nại, cô gái khiếm thị có thể hình khỏe khoắn này nhanh chóng chứng tỏ được năng khiếu ở đường chạy tốc độ 100m, 200m và 400m. Chỉ vài năm sau khi bước vào tập luyện chuyên nghiệp, Trâm được lên đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh rồi đội tuyển quốc gia trước khi tham dự Paragame 2014. Ở Myanmar, Trâm giành được 2 huy chương bạc. Ở Paragame 2017 tại Malaysia, Trâm giành được 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Do không có nhìn thấy được nhiều nên là cái bài tập của các vận động viên như mình sẽ gặp rất là nhiều giới hạn. Mình không thể nào mà làm được cái bài tập đa dạng như là các bạn bình thường. Và các bạn dẫn đường khi mà thiếu các bạn ấy thì mình cũng không thể nào mà mình hoàn thành cái bài tập của mình được. Mình sẽ ảnh hưởng đến buổi tập. Cảm xúc của mình khi mà giành được một cái huy chương ở giải khu vực như vậy là rất là hạnh phúc. Tại vì sau cái quá trình tập luyện thì khi mà mình bước ra một đấu trường lớn thì ai cũng muốn là mình sẽ giành được thành tích cao nhất, ngoại trừ cái chuyện là chinh phục bản thân ra. Thì mình cảm thấy cái đó giống như là một cái kết quả cho những cái tháng ngày khổ luyện của mình và thầy, cũng rất là tự hào cho bản thân và cảm thấy hạnh phúc. Đối với người mà khuyết tật, đặc biệt là bên khiếm thị, chúng ta hình dung là người ta phải rất là khó hơn, gặp rất là nhiều trở ngại.
Rồi trong quá trình tập luyện, tôi nói ví dụ, khi mà người ta chạy thì phải có một người dẫn đường để định hướng. Mà cái đường chạy mà không được bằng phẳng, nó có những cái mô hoặc là những cái vấp thì rất là dễ chấn thương. Thì em Trâm là có một cái kiên định, kiên nghị để mà vượt qua. Nhưng mà có cái tố chất là yêu đời. Ý tôi đang nói vượt qua mà vượt qua một cái sự vui vẻ, chứ không phải khổ sở để mà vượt qua. Tức là mệt thì rất mệt nhưng vẫn cười, vẫn gọi là rất là lạc quan. Đây là cái ưu điểm của em Trâm. Mà tuy là phong trào nhưng mà cũng tập luyện. Khi mà đã dành thời gian vào tập luyện là tập hết cái lượng bài tập, nhiều lúc trưa nắng mà cũng vẫn phải vượt qua những cái bài tập mà mang cái lượng vận động nó lớn, kéo dài, rất là cực, nhưng mà rất là vui vẻ, lúc nào cũng cực. Song song với 10 năm trời tập luyện thể thao khuyết tật đỉnh cao, Trâm còn được đồng đội biết đến với một năng khiếu bên ngoài sân tập, đó là giọng ca ngọt ngào, đậm chất Nam Bộ ở dòng nhạc trữ tình. Cứ mỗi chuyến đi thi đấu xa nhà, các thành viên trong đoàn thể thao khuyết tật Việt Nam lại nhờ đến giọng hát nhẹ nhàng, mang mát của Trâm để khuây khỏa nỗi nhớ nhà. Suốt nhiều tháng qua, ngày nào Quỳnh Trâm cũng bận biểu với lịch hoạt động dày đặc. Sáng cô tập luyện chạy bộ, rồi về làm bánh, chiều lại tập luyện điền kinh cùng huấn luyện viên. Đó vốn là những công việc không dễ dàng gì với người bình thường. Ấy vậy mà Quỳnh Trâm vẫn luôn vui vẻ, giữ chặt nụ cười trên môi, bởi đối với Trâm, được sống với đam mê là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời. Cơ thể khiếm khuyết, khó khăn trong vận động, sinh hoạt, học tập và thiếu cơ hội tìm kiếm việc làm là một trong vô số những vấn đề mà người khuyết tật đang phải đối mặt. Thế nhưng, bằng ý chí và nghị lực phi thường của mình, có rất nhiều người khuyết tật mà điển hình là Võ Ngọc Ân hay Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm đã vươn lên trong cuộc sống, khẳng định bản thân, không ngừng nỗ lực vượt lên khiếm khuyết bản thân để sống một cuộc sống bình thường như bao người bình thường khác và làm được những việc tốt, việc có ích cho xã hội. Đêm liên hoan văn nghệ từ trái tim đến trái tim năm 2018 với sự tham gia biểu diễn của nhiều bạn đến từ các trường, mái ấm, trung tâm bảo trợ người khuyết tật trên địa bàn thành phố do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên thành phố tổ chức, như tiếp thêm sức mạnh để người khuyết tật tự tin trên con đường thực hiện ước mơ của mình. 12 tiết mục văn nghệ do chính các thanh niên, thiếu nhi khuyết tật đang học tập tại các trường, trung tâm bảo trợ người khuyết tật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thể hiện đã khiến nhiều khán giả đến tham gia phải ngỡ ngàng vì được chuẩn bị công phu, không kém gì phần thể hiện của các bạn trẻ bình thường khác. Điều đó cũng khẳng định với nỗ lực của bản thân, người khuyết tật đã và đang khẳng định chính mình và tạo thêm động lực cho cộng đồng người khuyết tật và cho xã hội. Tại chương trình, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cũng đã dành tặng Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm một đôi giày phục vụ cho kỳ thi đấu sắp tới của Trâm tại Bắc Kinh và trao tặng học bổng học tập trị giá 10 triệu đồng tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Bình Chánh, tặng một bộ sách vẽ cho em Võ Ngọc Ân. Dịp này, chương trình còn trao 24 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ, tổng trị giá trên 30 triệu đồng. Từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố hỗ trợ cho 24 học sinh, sinh viên khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Qua chương trình, chắc chắn mỗi đoàn viên thanh thiếu nhi thành phố sẽ mở rộng trái tim để lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ và cảm phục nhiều hơn với nghị lực phi thường của những người khuyết tật. Và những người khuyết tật sẽ tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng và sống đẹp, sống có ích cho xã hội.